gì chị Nổ đang làm thiệt hại rất là nhiều với công ty Đại Nam, rồi sẽ bị sờ gáy nhiều thứ. Nên muốn bịt miệng thiên hạ bằng hình thức là tôi đi châu Âu nè, tôi có đủ tiền nè, tôi đâu có bị gì nè, thì càng làm điều đó nó càng lộ ra mình không đi châu Âu, mình giả, thì tức là mình thú tội với cả thiên hạ là mình đang bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam, mà bị cấm xuất cảnh là có dính tới pháp luật. Giỏi, chị Cuồng, chị Nổ, ngày mai đi qua bên Tây Ninh đi, đóng mộc đi về cho bà con xem. Tôi thách á, mục đích của chị Nổ là muốn bịt miệng thiên hạ, cũng giống như trước đây nói rằng là quốc sư Minh Tuệ, thì bị người ta phản ứng thì mang một cái chiêu khác, đưa một cái người phụ nữ nghèo khổ mà gọi đó là đại diện Việt Tân, càng làm nó càng bể ra thú quốc. Vậy mà có những người cứ tung hô bất chấp. Rồi, ố là la, nhức nách, trời ơi, mạnh dữ ha, à, góc nhìn Hoàng Duy Hùng đồ ha, đó, luật sư đồ ha, đó, luật sư, luật gia đồ ha, đó, con ếch nó ngồi dưới đáy giếng mà, lớn tuổi rồi, có biết mẹ gì về công nghệ này kia đâu, đó, đi nước ngoài, châu Âu, châu Yếp đồ hồi nào, bây giờ mà có biết cái gì đâu mà lên phán như đúng rồi, ha, đó, luật sư góc nhìn đồ ha, đó, phân tích về vấn đề thế giới đồ, Mỹ đồ, Ukraine đồ, Israel đồ, tỏ ra là mình là người này kia cái nọ ha. À, bây giờ lên phân tích nói bà hàng giả đi châu Âu rồi này kia cái nọ. Bởi ta nói thiệt nha. Ừ rồi đúng rồi đó. Đó bà hàng bà giả đi châu Âu. Đây 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 cho coi cái clip này nè. À coi cái clip này nè, bà hàng bà Photoshop á. Đó bà hàng bà cắt ghép á. Đó đây 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 coi nè, coi nè. Ừ. Sự thật sao? Vy ơi, mẹ không dám tin luôn á. Đó, dễ thương vô cùng. Đây nè quý vị, là trước mặt tôi nữa nè là một cái du thuyền khác cũng đang đậu, và cũng có số người xuống bơi giống như là anh Dũng với Hữu. Đây. Ủa mẹ, mẹ đang livestream hả? Mẹ đang livestream, mẹ bán nướng mai với con lên mạng xã hội luôn rồi. Cái gì vậy? Ba mặc xin clip đen nha, Hữu mặc xin clip xám nha. Trời ơi, cười chết quá, không ai tin được là anh Dũng có thể là đi qua bên nước ngoài mà xuống cả hồ biển để bơi như thế này nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, à, còn trẻ trung lắm chứ đâu phải đơn giản đâu, đúng không? Đây bơi qua đây nè, Hữu với ba bơi qua đây. Đó, đây là một cái clip mà tôi đang ngồi trên du thuyền nha quý vị. Đó, đây tôi quay qua đây cho quý vị thấy là anh Dũng đang phơi nắng. Phơi nắng đó đó đó, anh Dũng ơi. Đang phơi nắng. Quý vị thấy tôi bán đứng chồng chưa? Bán đứng chồng tôi luôn đó. Đó quý vị thấy không? Bán đứng luôn Dũng là voi, làm gì mà có được cái cảnh hiếm thôi. Ông Dũng là voi mà đi bơi đánh biển với mặc slip đen đi chứ, trời ơi, xỉu luôn. Ồ châu Đốc đẹp quá đi, đẹp quá xỉu đi. Biển châu Đốc đẹp quá. Cái bãi biển ở đây là đẹp nhất nha quý vị ở châu Âu. Ở châu Đốc chứ quên quên, tôi đang ở châu Đốc nha mọi người. Đó, để tôi quay cho mọi người xem. Biển châu Đốc đẹp quá cô ơi. Đó bây giờ đối diện tôi cũng có một chiếc du thuyền. À, họ đang thả người xuống bơi và bãi biển nó so xanh mà trong nhắc luôn. Nó những cái hàng, những cái tảng đá san hô nó lớn như thế này nè. Hồi nãy tôi nói lộn là những cái đạn bồ câu nó bay khi mà tàu nhổ neo. Đó, thấy chưa? Đó, công nhận bà hàng bà ghê thiệt. Đó, bà chơi, bà edit, bà dựng, bà dùng kỹ xảo đồ ha. Đó, bà Photoshop luôn cả một cái vịnh luôn. Đó, cả mấy chiếc du thuyền luôn. Đó, ông Dũng là voi ngồi trên chiếc du thuyền ở dưới quận 2 nha. Đó, đúng là ghê thiệt. Đó, cái clip này là ông Dũng ngồi trên cái du thuyền ở chỗ sông Sài Gòn nha quý vị. Đó, anh Hoàng Duy Hùng nói đúng y đó. Giả, giả đi châu Âu, cái này là Châu Đốc với lại Thủ Thiêm rồi đấy. Đó, chỗ bến du thuyền và bên cảng Sài Gòn đấy, quận 2 đấy. Ha. Đó, anh Hoàng Duy Hùng là tuyệt vời rồi, cái gì anh nói cũng đúng hết á. Ồ, luật sư mà. Bà con bên Mỹ đây nói là ảnh nào giờ ảnh có bào chữa được cái vụ án nào đâu mà luật sư với lại luật gia, đúng không? Chưa bao giờ bào chữa được cái vụ án rồi đó. Kiểu như luật sư giai cấp điện Thanh Trần đó quý vị. Ha. Cũng tham gia một hai ba cái lớp học luật rồi bắt đầu là đi vỗ ngực xưng tên mình là luật sư rồi đây. Đó rồi không biết cái vài bữa nên Hoàng Duy Hùng mình có đi Ấn Độ với là sư Minh Tuệ không? Thấy có tên trong danh sách đó nha.
À, có tên trong danh sách của công ty đó mà không biết có lớn tuổi rồi đi nổi không, chứ chứ là cũng cũng là thành phần của công ty mà sao không đi Ấn Độ là anh ơi ha. Đó, rồi dữ dằn lắm, phân tích phân ngơ đồ, nó chỉ đồ ha, chỏ đồ ha, nó trợn mắt đồ ha, mỗi lần nói chuyện là trợn mắt đồ. Ồ, những cái thông tin của mình là tự tin lắm. À, nói tầm bậy, nói nhăn, nói cụi không à. Đó, thằng nào cũng vỗ ngực luật sư nhà báo, toàn là gà mái thao quần lót không. Toàn là gà mái thao quần lót không em. Đó, rồi rồi mấy người ở bên đảo ship nữa. Đó, bà Hằng bà chơi công phu ghê, bà dàn dựng luôn. Bà dàn dựng luôn mấy người mà mấy người Việt ở bên đảo ship á quý vị, họ họ mở nhà hàng quán ăn rồi đó. Đó, bà Hằng bà ghé thăm rồi đó. Ha, đó bà Hằng bà dàn dựng luôn mấy cái clip đó luôn nè, bà dàn dựng ghê lắm, bà dàn dựng. Đó, đây đây nghe 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 người Việt ở bên đảo ship người ta nói nha. Cô Nguyễn Phương Hằng có qua đây ăn chưa? Chưa. Chưa hả? Có nghe qua không? Có, em thấy mà gặp ở sân bay Lanka. Ừ, xuống sân bay Lanka đúng không? Đúng rồi. Tại vì nay anh phải đi làm cái TikTok. Mọi người hỏi có cô Hằng qua đây không? À. Ờ. Thế nên bà ở trên Parfot thế nào, bà xuống đó ăn đây nè, chừng bữa hay bữa là ghé à. Em mới đi đặt ở bả là đang mở hàng qua vậy, em theo đi mình xô lấy du thuyền. Đúng rồi, du thuyền đúng rồi. Còn sáng hôm qua là ghé nhà hàng anh ở trên thủ đô á, nhưng mà anh chưa khai trương. Đó. Có ghé đâu khoảng tại vì thấy bún chả Hà Nội anh để đó, xong rồi muốn vô đó, chứ mà anh chưa khai trương, anh nói thôi chị thông cảm. Đấy vậy đó. Em nghĩ từ từ cũng xuống Parfot mà. Thì đang ở Parfot đi, nhà bà ở đây mà. Bán được không? Rồi đó, bà Hằng này mới chơi kỳ ghê á ha. Mấy người này chắc chắn là người của bà Hằng thuê nè. Đó, bà Hằng bà thuê đó, mấy người này chắc chắn bà Hằng bà thuê đấy. Đó, bà thuê để mà làm clip để là nói này nọ đấy. Đấy, à, chứ làm gì có chuyện bà Hằng mà đi châu Âu, đúng không anh Hùng? Đó, anh Hoàng Duy Hùng anh nói anh chỉ anh trợn mắt đồ luôn mà. Anh nói là bà đang làm hại Đại Nam, bà cố tỏ ra là mình có tiền đi châu Âu đồ này nọ. Không đi châu Âu mà dám nói đi châu Âu đó, anh trợn mắt, góc nhìn Hoàng Duy Hùng mà. Đó, góc nhìn. Đó, à, góc nhìn là nhìn từ dưới hòn giấy nhìn lên ấy. Đó, nhìn đâu là trúng đó mà, nhìn y nhìn hay lắm. Đó, Phan Phong nữa. Ồ, Phan Phong nó quá đỉnh luôn đó. Quý vị nghe Phan Phong nói nè, Phan Phong nói nè. Ừ. Cái tụi này nó cũng ít ác ghê luôn á. Cái chuyện là người ta đã được ra trước 3 tháng 5 ngày. Vậy mà bây giờ cứ rần rần ở đâu lấy video clip cũ, toàn là đưa ra lời đồn. Bác bỏ luôn nha cả nhà. Có cái câu chuyện đừng có đồn đại là bà Hằng mà đi xuất cảnh, mà đi qua nước ngoài, đi qua châu Âu, mà làm lại, mà sửa kim cương, kim đồ. Không có đâu, tào lao. Đó là trái quy định của pháp luật đó. Tin đó là tin đồn đó nha. Mà đứa nào đưa ra tin đồn này là còn ác nữa. Không thương chị gì hết trơn á. Trong cái thời gian đang thử thách, bà ấy được tha trước thời hạn. Có nghĩa là được ra sớm có điều kiện. Thì theo quy định của pháp luật, không có cái câu chuyện mà trong cái thời gian này được xuất cảnh xuất kiết gì đâu nha. Chứ không phải là đừng có nói cái từ là cấm xuất cảnh, mà cái này là căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều 67 của luật thi hành án hình sự năm 2019. Là thuộc cái diện này trong thời gian thử thách là không có đi đâu hết trơn á. Đi ra khỏi địa phương còn phải báo cáo với địa phương mà làm có câu chuyện xuất cảnh. Miễn đi ha. Ôi dữ chưa. Đó, Phan Phong nó khẳng định là không có cái chuyện đi nước ngoài nha. Đó, bà Hằng đang tung tin bịa đặt thôi. Đang ở Châu Đốc. Đó, chính xác đang ở Châu Đốc. Ờ, còn Đinh Lan thì nó nói ở Đà Lạt nha. Đó, Đinh Lan thì nói ở Đà Lạt. Ừ. Còn Nam Râu thì nói ở bên quận 2. Đó, bình thường quận 2. Đó. Đó, tụi bay là đi hửi địch bà Hằng không à. Đó, bà Hằng bởi địch cái chạy theo hửi. Đó. Đúng không? Bởi địch chỗ nào cái chạy theo hửi. Đó, không có biết gì cũng ếch ngồi dưới đáy giếng á. Tụi bay có đi nước ngoài đâu, toàn là đi ngoài ra nước không à. Toàn là cái đám mà đi ngoài ra nước không à. Đó, cứ phân tích phân ơ rồi ngồi soi rồi này nọ rồi làm như mình là chuyên gia đồ ha. Đó, chuyên gia chuyên ơ đồ ha. Trời ơi, rồi bây giờ làm sao? Rồi cấm xuất cảnh đồ rồi làm sao đó? Đó, họ đi nước ngoài rồi đó là sao? Hả? Rồi thì bây giờ là tốt nhất nè. Tốt nhất bây giờ tụi bay lên bài, tụi bay công kích, tụi bay nói là ai lại cấp visa cho bà Hằng đi châu Âu, đúng không? Đó, tụi bay lên tụi bay nói đi. Đó, có nếu mà bà Hằng có thực sự bà đang ở châu Âu đó, bây giờ bà đang ở châu Âu đấy. À, tụi bay lên bài đi. Đó, nghiên cứu luật cho kỹ đi rồi nói mấy cưng ha. Đó, lên bài đi, nói đi ai đã cấp visa cho bà Hằng đi. Thấy không? Đó, lên bài đi, lên bài đi. Đó. Rồi lúc này ai cho phép? Đó, lên bài chửi đi, chửi rủa âm sầm đi. Hả? Trời ơi, nguyên cái đám ngu ngốc không mà tỏ ra là mình là nguy hiểm, tỏ ra ta đây có học thức. À, toàn là cái đám tù tội không, chiến sứ nghệ đồ ha.
đó, rồi cái thằng ôm bom đó, ôm bom rồi này các kiểu đó, không có thành phần nào nó ra cái giống ôm gì cả. Suốt ngày đi chửi người ta, đi công kích người ta, rồi đi lên thì nói xuyên tạc, tỏ ra là mình nguy hiểm, phân tích phân thám tử cao đồ đến trời ơi. Thám tử cao nó đã từng nó soi cái viên kim cương của bà Hằng đó, nó chụp màn hình đồ đu giả rành, phải không, giả rành phóng vô những cái gì hiệp hội kim cương thế giới đồ vô, rồi đặt những câu hỏi đồ truy tìm đồ ha. Tôi nói rằng là viên kim cương này là giả, cái giấy này là không đúng đồ, bắt đầu đưa tin qua cho Đinh Lan đồ. Đinh Lan nghe như cá gặp nước, kim cương giả. Má ăn cơm nước mắm mà nói chuyện thế giới, ở nhà trọ mì tôm mà đồ bàn cái chuyện đại sự, chuyện của đại gia khổ ghê. Mấy em lo đi, lo đóng tiền nhà kìa nha, lo đóng tiền nhà đi. Tháng tiền trọ tháng này tới nơi rồi đấy nha, không đóng là bắt đầu họ đuổi ra đường đấy. Đừng có lo chuyện kim cương của bà Hằng, đúng chưa? Rồi còn một vài đứa nữa thì bây giờ nó thấy bà Hằng đi nước ngoài được rồi đó, thì nó hết nói là Châu Đốc, nó hết nói Đà Lạt, thì nó nói là bị trục xuất, hoặc là bà Hằng đang tẩu thoát. Bà đang tẩu thoát đấy. Bà tẩu thoát rồi thì tụi bay dắt chiếu gì vợ con gia đình dòng tộc tụi bay lên trên Đại Nam, nó vô đó ở nha. Bà để lại cho tụi bay hết đấy. Vô đây lương rồi đó, nồi cơm điện rồi đấy. Cứ vô đây, cứ phóng vô đấy. Mắc cười nhất là Hoàng Duy Hùng. Tôi mắc cười nhất là Hoàng Duy Hùng nha. Nói trợn mắt trừng mắt đồ, quả quyết khẳng định đồ, tự tin lắm. Lớn tuổi rồi, chịu khó cập nhật rồi công nghệ đi. Già rồi nha. Để con nít nó cười cho, nó chửi vô đầu. Lên nói năng tầm bậy, nói dốc láo trên đó, con nít nó chửi vô đầu, nghe chưa? 60 mấy tuổi rồi, cũng là thấp thật cổ lai hy rồi. Lên nói cái gì nói cho nó chuẩn nha. Nói tầm bậy tầm bạ là con nít nó là nó chửi đấy, nó nói thằng này thằng kia đấy, tổn thọ chết anh ơi nha. Mình lớn tuổi, mình có tuổi rồi đó, mình lấy cái mát mình là luật sư, mình lấy cái mát mình là luật gia, góc nhìn này góc nhìn nọ thì mình nói cho nó đàng hoàng, đúng chưa? Trước khi mình phát ngôn mình phải úng lưỡi 7 lần trước khi nói, mình phải tìm hiểu về cái thông tin đó nha, đó cho nó chính xác. Chứ mình nói mình luật sư mà bây giờ mình cũng hùa theo YouTube giờ đó, thông tin bây giờ lấy ở đâu? Hoàng Duy Hùng đồ lấy ở đâu? Cũng nghe Đinh Lan nói, cũng nghe Chiến Sư Nghệ nói, cũng nghe Phan Phong đồ nói đó. Ảnh bây giờ ảnh đang ngóng đây, ảnh ngóng để ảnh lên tin, ảnh lên bài. Tại vì bây giờ ảnh nói về bà Hằng là có nhiều like nhiều view. Bữa trước ảnh nói là tôi xấu hổ quá, cái clip này là tôi làm cái clip cuối cùng để tôi nói về chị nha. Bây giờ tôi không nói về chị nữa, clip cuối cùng. Cuối cùng đâu thấy thấy ngày 2 clip nha. Đó, thấy ngày 2 clip đây. Rồi bây giờ cuối dữ chưa. Bây giờ thấy bà Hằng nhiều view quá, bắt đầu là đối thông tin, bắt đầu là nhào qua bên Đinh Lan với lại Hoàng Kim Dung, Chiến Sứ Nghệ, Phan Phong rồi đấy, để moi thông tin làm clip. Bắt đầu nói nhăn nói cụi nói tầm bậy, bắt đầu con nít nó lên nó chửi. Nhiều kênh YouTube đang còn đang cháo lên nó chửi vô đầu nha, nói cho chuẩn đúng không, trợn mắt rồi chỉ tay chỉ chân đồ, nhìn ghê lắm ha, nhìn ngon quá, trời ơi luật sư đồ góc nhìn nói tầm bậy tầm bạ. Rồi bây giờ bà ở bên châu Âu đó rồi sao, rồi sao nè, bà ở bên châu Âu đó rồi sao? Khẳng định đồ lực nào đồ hay quá. Tức gà lộ ba, cứ nghĩ mình sô cô la loại một. Má nhức đầu mấy thằng này, chả ra cái thằng nào cả, toàn là cái thứ ba giờ không gà mái thao quần lót. Chiến Sứ Nghệ đồ, ôi thôi, Hoa Hậu Te Xe, Thúy Băng Khô đồ, Hoàng Duy Hùng đồ, Đinh Lan, Phan Phong đồ, nhìn đi nhìn lại không được cái thằng nào. Thôi hại não quá. Cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến những cái sản phẩm sức khỏe làm đẹp của Sơn Sàm nha. Cô chú anh chị xem qua rồi mua hàng ủng hộ em, xin kính mời. Rồi như thường lệ thì cuối video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu một vài sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha. Đó tất cả là hàng Nhật ở trong cái Zalo này, 100% là sản phẩm made in Japan, hàng Nhật chất lượng Nhật nha quý vị. Đó các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể truy cập vào Zalo hoặc Viber số này luôn nha, mình gửi hàng đi nước ngoài luôn. Đó các anh chị trong nước thì có thể gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm nha, hoặc truy cập vào Zalo. Thì mỗi video Sơn Sàm giới thiệu khoảng vài món thôi ha, cho cả nhà mình tham khảo.
Đầu tiên là cái nano giải độc gan đây cả nhà. Nano giải độc gan nha. Đó, các cô chú anh chị, những người trung niên, những người lớn tuổi, những người bị những cái bệnh về gan như là chức năng gan suy giảm nè, viêm gan B nè, rồi xơ gan nè, rồi men gan cao nè, và đặc biệt là những người nào hay sử dụng bia rượu, thuốc lá nhiều đó quý vị, thì sử dụng cái sản phẩm nano giải độc gan này, nó sẽ đẩy độc tố trong cơ thể chúng ta qua con đường nước tiểu và mồ hôi. Đó, dùng 6 viên một ngày này thôi nha. Đó thì buổi sáng mình ngủ dậy nước tiểu rất là hôi và đều mồ hôi mình nó toát ra liên tục nha. Mồ hôi cũng rất là hôi quý vị. Đó thì sử dụng một liệu trình 2 đến 3 hộp này thì cái gan mình nó khỏe nha. Đó, cái chức năng gan mình như người khỏe mạnh luôn. Nó thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt nha. Nano giải độc gan quý vị. Một hộp này 330 viên nha. Đó, em lấy 3,5 triệu nha. Đúng giá 3,5 triệu free ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, nano giải độc gan 3,5 triệu. Ừ. Kế tiếp là gì? Kế tiếp là hai cái sản phẩm collagen đây quý vị. Đó. Collagen này thì nam nữ BD đều dùng được nha. Đó, nam nữ BD đều dùng được hết. À, thì collagen là gì? Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong da mặt chúng ta nó sẽ bị bào mòn và giảm sút, đúng không? Thì cái sản phẩm này nó bổ sung collagen. Đó, nó làm da mặt mình căng lên, trắng hồng láng mịn, càng uống càng đẹp như da em bé nha quý vị. Đó thì collagen PH này là một cái thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản rồi. Ở đây nó có hai dạng nha. Đó, cái hộp màu hồng này là dạng bột, mà cái màu trắng này là dạng viên. Đó, dạng bột thì ở trong này nó có 30 gói, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói, mình pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, sữa tươi, nước chanh rồi các kiểu mình pha mình uống đều được hết nha quý vị. Đó, thì một hộp này uống được gần tháng á. Đó, ngày uống 1-2 gói nha. Hộp này 30 gói thì em bán 900.000 một hộp. 900.000 một hộp, các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850.000 một hộp thôi ha. Đó, còn cái dạng viên thì trong này nó có 120 viên, mỗi ngày uống 2 viên sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ. Đó, cực kỳ đẹp, da mặt đẹp lắm quý vị. Rồi, thì 120 viên uống được 2 tháng, hộp này em bán 2,150 triệu nha. 2,150 triệu, ok. Rồi kế tiếp là gì? Linh chi đỏ, nano linh chi đỏ nha. Cái này thì bồi bổ cơ thể toàn thân. Đó, bồi bổ cơ thể nha cô chú anh chị. Những người nào bị suy nhược cơ thể nè, ốm yếu gầy mòn, suy dinh dưỡng nè, và đặc biệt là ví dụ gì, mới trải qua một cái cơn bệnh mà nằm liệt giường đó, hoặc là đã bị Covid mà bây giờ là trong cái thời kỳ hậu Covid đó, cơ thể nó cần tái tạo lại cũng như là nó phục hồi tất cả mọi thứ nha. Thì cái nano linh chi đỏ này nó làm cho mình gì? Hấp thu tất cả những chất dinh dưỡng mình ăn vào. Đó, nó phát triển về sinh lý nè, rồi tăng cường cơ bắp nè. Đó, nó lấy lại những cái nó lấy lại những cái chỉ số cần thiết cho cơ thể nha quý vị. Đó, bồi bổ cơ thể cực tốt. Đó, thì cái này 300 viên em lấy 3,5 triệu luôn. 3,5 triệu luôn nha. Đó, còn cái sản phẩm cuối cùng muốn giới thiệu trong cái video ngày hôm nay là cái Natto Kinase. Đó, Natto Kinase nha cả nhà. Đây là một cái sản phẩm cao cấp nhất đó, dành cho những người trung niên và lớn tuổi, phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha quý vị. Đó, quý vị thấy người Nhật á, những người Nhật người ta sống rất là thọ, có người trăm mấy tuổi, trăm hai, trăm mười mấy, trăm hăm mấy tuổi nha. Người già người ta sống rất là thọ, người già rất nhiều. Tại sao người ta sống thọ như thế? Là tại vì những cái sản phẩm về sức khỏe người ta rất tốt, và đây là một trong số đó nha. Đó, cái Natto Kinase này phòng ngừa và điều trị đột quỵ và tai biến. Những ai đã bị đột quỵ tai biến rồi thì mình uống điều trị, và những ai đang có nguy cơ thì mình uống phòng ngừa nha quý vị. Rồi, hộp này 300 viên luôn, em bán 3,850 triệu. Đó, thì em giới thiệu một vài sản phẩm thôi, còn rất rất nhiều ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể truy cập vào Zalo này để tham khảo nha. Đó, các anh chị nước ngoài thì liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, Sơn Sàm gửi hàng đi nước ngoài hết luôn nha quý vị. Còn các cô chú anh chị dưới quê, những người lớn tuổi đó, không có Zalo, không có smartphone, thì mình điện thoại trực tiếp số này đặt hàng Sơn Sàm, cho địa chỉ số điện thoại là Sơn Sàm ship tới nơi, ở trong nước là miễn phí ship hết nha, free ship tất cả. Rồi, ship tới nơi nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi thanh toán cho shipper nha. Đặc biệt đây là hàng của gia đình Sơn Sàm, kênh YouTube của Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Đó, cho nên đây là hàng của em, kênh của em không có bán hàng tầm bậy đâu cả nhà, yên tâm. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả ngược lại cho em, alo trả lại cho em hoàn tiền gấp 10, đúng không? Đó, bán hàng là phải uy tín như thế. Rồi, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị sức khỏe nè. Đó, năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.